Trở lại chương trình cùng bản tin ngắn. Trở lại chương trình cùng bản tin ngắn, chúng ta sẽ đi vào câu chuyện ngày hôm nay. Tổng thống Trump đang dự đoán sẽ có một cuộc truy tố tiếp theo nữa chống lại ông. Trước khi đi vào chương trình cùng bản tin ngắn, xin mạn phép trở lại một tờ tiền quảng cáo cho chương trình ngày hôm nay. Tờ tiền 1 đô la mang cái số vô cùng đẹp, đẹp rạng ngời và chói sáng. Đó là tờ tiền mang số 00002222. Trở lại Tổng thống Trump trên trang mạng của The Truth Social. Khi Tổng thống Trump đưa ra một cái polling, ông nói rằng là ông đang dẫn ông Biden 6, 7, 8 điểm trong một số cái poll. Và đây là cái poll được đưa ra từ Interactive Poll. Tổng thống Trump 38%, Joe Biden 32% và 30% chưa quyết định. Trong khi đó ông Trump đang đứng đầu cái đảng Cộng hòa với 52%, Disaster 13%, Mike Pence 6%, Vivek Ramaswamy 5%, Haley 4%. Tổng thống Trump nói, oh no, tôi đang leading 6, 7, 8 điểm trước ông Joe Biden, Joe giả dối. Và có khả năng guarantee nữa là tôi sẽ bị truy tố một lần nữa. Và chứng tỏ gì đấy? Cái câu chuyện này chứng tỏ ông Trump vẫn tiếp tục là vĩ đại rồi. Không có một cách, không có một nhân vật cách mạng nào mà không có tấm hình ở trong tù kìa. Cái mắc sót thì ông Trump được liệt vào những cách mạng đang đấu tranh cho chúng ta. Như vậy từ cái polling này chúng ta thấy cái đảng Dân Chủ đang rất sợ thua ông Trump. Và trong tương lai đó là cái cách chơi mới. Có nghĩa là một đảng phái nắm quyền tổng thống, một đảng đối lập có khả năng thắng cử chức vị tổng thống. Thì đương nhiên cái đảng phái nắm quyền tổng thống sẽ sử dụng cái bộ tư pháp để truy tố. À by the way, hôm nay breaking news quý vị, tôi đưa sẵn từ bản tin, tôi đưa luôn trong cái chương trình tin ngắn này nè. Một cái breaking news rằng là gì? Là nhân viên của ông Biden gặp ông Jack Smith trước khi ông Jack Smith đưa ra bản truy tố đối với ông Trump. Như vậy chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái bộ tư pháp dưới thời của ông Biden hoàn toàn nói xào, cho rằng là bộ tư pháp không dính dáng gì với ông Biden trong việc truy tố ông Trump. Nhưng mà trên thực tế nhân viên của ông Biden đã gặp trước cái vụ truy tố của ông Trump của Jack Smith. Từ từ, đây là những cái mà nó bắt đầu nó đưa ra cho chúng ta thấy tụi nó làm. Nó có thể coi thường 81 triệu cái lá phiếu cử tri là con nít, nhưng mà nó quá khinh thường người dân Mỹ bình thường như chúng ta. Và đó là cái lời ông Trump đang sợ. Ông sợ rằng ông sẽ bị truy tố một lần nữa là bởi vì ông đang leading ông Biden 7, 8 và 9 điểm. Chào tạm biệt.